tục thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn những bài tiếp theo của chương trình ngữ pháp lớp 1 của chúng ta và Unit 2. Thì trong cái bài số 5 này thì người ta sẽ hỏi là who has thì mình sẽ nhìn vào hai cái hộp đồ chơi này và mình xem thử cái đồ chơi đó là của ai, thì mình sẽ ghi tên của người đó lên đây. Thì đầu tiên thì là look at the pictures and write the names next to the sentence. Thì như cô đã giải thích thì mình sẽ nhìn vào bức tranh và sau đó mình sẽ ghi cái tên bên cạnh cái câu mà người ta cho sẵn. Thì bây giờ number one, các bạn đọc vào đây nha. Has a plan là có một cái máy bay. Thì các bạn nhìn vào đây coi ai có cái máy bay ha. Thì các bạn nhìn vào đây, Kelly này, hình như đây là cái máy bay đúng không nào? Thì cô đã ghi vào đây là Kelly has a plan, là Kelly có một cái máy bay. Tiếp tục number two, has a teddy bear. Has a teddy bear là có một con gấu bông. Thì bây giờ các bạn nhìn vào đây có một con gấu bông, thì cô có thấy là ở bên cái cột Kelly nè, Kelly có một con gấu bông đúng không nào? Thì bây giờ cô có ghi vào đây là Kelly has a teddy bear, là Kelly có một con gấu bông. Tiếp tục number 3. Number 3 thì các bạn nhìn vào đây, has a train. Has a train là có một cái xe lửa. Thì bây giờ là các con nhìn vào hai cái thùng thì cô thấy là cái xe lửa nó nằm ở bên phần Tony nè. Thì bây giờ mình sẽ ghi dùm cho cô là Tony has a train. Tony has a train là Tony có một cái xe lửa. Tiếp tục number 4, has a robot. Has a robot là có một cái người máy. Thì bây giờ các bạn nhìn vào đây, phần Tony, Tony là cô thấy là có một cái người máy phía sau này đây, thì cô sẽ ghi là Tony has a robot. Tony has a robot là Tony có một cái người máy. Tiếp tục câu số 5, number 5, has a drum. Has a drum là có một cái trống. Thì bây giờ các bạn nhìn dùm cho cô là cái trống ở đâu nha. Thì đây, cô thấy cái trống ở bên phần Tony là cái trống đây. Thì cô sẽ ghi là Tony has a drum, là Tony có một cái trống. Vậy thì phần bài số 5 thì nó khá là đơn giản, thì các con chỉ có nhìn vào bức tranh và các con coi đó là cái đồ chơi của ai thì mình điền tên vào nhé. Tiếp tục qua cái bài số 6. Bài số 6 thì bây giờ yêu cầu bài thì người ta yêu cầu là put the words in the correct order to make sentence. Thì trong cái bài làm hôm nay á, thì là người ta đã cho thẳng những cái từ gợi ý rồi, nhưng mà trong về cái vị trí thì người ta đã đảo lộn cái vị trí của cái câu. Thì bây giờ chúng ta, công việc của chúng ta sẽ sắp xếp lại cái trật tự vị trí của câu sao cho đúng ha. Thì bây giờ vào câu A thì các con lưu ý là trong câu A thì người ta, các con đọc nguyên câu thì các con sẽ thấy cái dấu chấm hỏi phía sau. Thì trong cái phần này thì các con lưu ý là có dấu chấm hỏi thì mình sẽ đưa về câu hỏi. Thì ở đây là câu hỏi yes no question, thì bây giờ mình lưu ý là mình sẽ đưa động từ to be am is are lên đầu câu. Thì câu này mình sẽ đưa is lên đầu câu và sau đó là đến this và sau đó là đến danh từ của chúng ta. Thì bây giờ câu A người ta cho gợi ý là is your this teddy bear và có dấu chấm hỏi, thì cô sẽ làm là is this your teddy bear. Is this your teddy bear? Thì đây có phải là con gấu bông của bạn không? Thì trong cái câu trả lời người ta cho cái từ gợi ý là it is yes. Thì cô sẽ trả lời là yes it is. Yes it is. Vậy nhớ là chữ yes người ta cho dấu phẩy sau thì cô cũng sẽ ghi lại luôn nhé. Yes it is. Vậy là người ta hỏi mình là đây có phải là con gấu bông của bạn không? Và câu trả lời là đúng rồi, đây là con gấu bông của tôi. Tiếp tục cô B, các bạn xem is your this car. Thì bây giờ các bạn thấy chữ car phía sau đó là người ta có dấu chấm hỏi đúng không nào? Thì là đặt câu hỏi. Thì bây giờ mình sẽ đặt câu hỏi, mình sẽ đưa is lên đầu câu. Is this your car? Is this your car? Và câu trả lời thì người ta sẽ ghi là it is yes. Thì cô sẽ trả lời là yes it is. Yes it is. Vậy is this your car? Thì đây có phải là cái xe hơi của bạn không? Thì người ta trả lời là yes it is. Đúng, đây là cái xe hơi của tôi. Tiếp tục câu C thì người ta cho là this my car is. Vậy không có dấu chấm hỏi ha, thì đây là một câu bình thường, các bạn sẽ ghi như sau. This is my car. This is my car. Thì đây là cái gì? Đây là cái xe hơi của tôi. Tiếp tục câu D. This is your dorm. This is your dorm. Thì bây giờ this is your dorm, cái này là người ta cho. Bây giờ các bạn lưu ý là có dấu chấm hỏi phía sau. Thì mình sẽ làm như sau. Đưa is lên đầu câu nào. Is this your dorm? Is this your dorm? Thì đây có phải là con búp bê của bạn không? Thì câu trả lời của người ta thì về cái phần đề người ta cho là it isn't, no. Thì bây giờ là mình sẽ trả lời như sau. No it isn't. No it isn't. Không phải, không phải con búp bê của tôi. Và tiếp tục câu Y. Câu Y người ta cho là my dorm this is. Thì mình sẽ không có thấy dấu chấm hỏi, thì mình sẽ làm một câu bình thường đó. Mình sẽ làm là this is my dorm. This is my dorm. Thì đây là con búp bê của tôi. Thì đây là cái phần bài số 6. Thì cô và các bạn mình đã sửa xong rồi. Thì bây giờ các bạn mình lưu ý mình xem lại cấu trúc câu dùm cho cô và mình làm vào cho đúng nhé.
Rồi, tiếp tục thì cô và các bạn mình sẽ sửa cái bài tiếp theo, đó chính là bài bài số 7. Bài số 7 là look and write. Thì bây giờ đầu tiên là mình phải nhìn vào đây và mình sẽ viết ra được chứ nào. Thì bây giờ đó, đây là của Mr. Toy Box và ở dưới đây là Ted Toys. Vậy thì đây là cái thùng đồ chơi của Peter đúng không nào? Và đây là cái đồ chơi của Ted. Rồi vậy bây giờ các bạn sẽ nhìn vào đây. Nhìn vào cái hình này và các bạn sẽ ghi ra this is cái gì đó, được chưa nào? Rồi, ok. Thì đầu tiên ví dụ là quả banh là gì các bạn? Ball, đúng không nào? Cái xe hơi là gì? Car. Và cái máy bay là gì? Plane. Và cái xe tàu lửa là train. Vậy bây giờ trong cái này người ta ghi là ví dụ rồi. This is my toy box. Đây là cái thùng đồ chơi của tôi. Vậy tiếp tục number one. This is my ball. Thì người ta đã làm ví dụ cho mình rồi. This is my ball. Các bạn phải ghi nguyên một câu ra dùm cho cô nha. This is my ball. Đây là quả banh của tôi. Tiếp tục câu số 2. Thì cô sẽ nhìn qua đây, xe hơi là car. Thì cô sẽ làm là this is my car. This is my car. Đây là cái xe hơi của tôi. Tiếp tục. Vậy cái máy bay là plane. Thì đây là cái máy bay của tôi. Thì cô sẽ làm là this is my plane. This is my plane. Là đây là cái máy bay của tôi. Tiếp tục. Đây là cái xe tàu lửa. Vậy xe tàu lửa là gì? Là train. Thì cô sẽ làm là this is my train. This is my train. Đây là cái xe tàu lửa của tôi. This is my train. Tiếp tục. Các bạn sẽ nhìn xuống dưới đây. Về đây là cái phần Taff Toys. Đây là cái đồ chơi của bạn Taff. Thì bây giờ mình sẽ nhìn vào đây. Tàu lửa là gì? Train. Đúng rồi. Tiếp tục quả banh là ball. Cái xe hơi là car. Và người máy là robot. Được chưa nào? Thì bây giờ cái ví dụ người ta đã cho này. This is your toy box. Vậy đây là cái thùng đồ chơi của bạn. Vậy thì các con lưu ý là ở hồi nãy ở trên đó, thì mình sử dụng cấu trúc là my, là của tôi. Vậy bây giờ mình dưới câu này mình sẽ sử dụng cấu trúc là your, là của bạn. Ok chứ nào? Các bạn nhớ nha, my là của tôi và your là của bạn. Vậy tiếp tục mình nhìn vào đây. Đề bài người ta cho ví dụ là this is your ball. Ball là quả banh đúng không nào? Your ball là quả banh của bạn. Đây là quả banh của bạn. Tiếp tục đó thì bây giờ là mình sẽ quả ball và người ta đã làm rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm những cái còn lại như là train, car và robots. Thì bây giờ là đây là cái tàu lửa, xe tàu lửa của bạn. Thì cô sẽ làm là this is your train. This is your train. Đây là cái xe tàu lửa của bạn. Vậy bây giờ tiếp tục đây là cái xe hơi của bạn. Thì mình sẽ làm là this is your car. This is your car. Đây là cái xe hơi của bạn. Và tiếp tục đây là cái robot là người máy. Người máy thì mình sẽ làm là đây là con người máy của bạn. Thì mình sẽ làm là this is your robot. This is your robot. Thì đó là cái phần cấu trúc câu hôm nay của chúng ta. Thì chúng ta sẽ học về hai cái cấu trúc câu, chủ yếu là this is my, là đây là cái gì đó của tôi. Và tiếp theo đó chính là this is your, là đây là cái gì đó của bạn. Thì các con mình nhớ là mình phân biệt hai cái này để mình làm bài không bị sai nhé. Và sau đó thì mình sẽ ráp la vào. Ví dụ như đây là cái xe hơi của tôi thì là this is my car. Và đây là cái xe hơi của bạn thì là this is your car. Nên là các bạn nhớ phân biệt nhé và sửa bài vào nhé.